Rồi, xin chào các bạn. Ngày hôm nay thì theo chương trình thì mình sẽ đi khám phá cái đầm Thị Trường. Ngày hôm qua mình cũng đến Cà Mau rồi, cũng một đêm ở đây. Sáng nay anh em sẽ lên đường đi đầm Thị Trường. Nhưng mà trước khi lên đường đầm Thị Trường thì qua uống cà phê cái rồi đi ăn sáng là mình sẽ đi hả các bạn. Ở cái quán cà phê trước mình sẽ tới đó anh em. Và đã uống trước nhà nghỉ thôi. Cà phê Phương Nam. Cho anh đi cà phê đâu. Đây, Cà Mau buổi sáng các bạn ơi. Đây. Tiếp tâm. Rồi giờ anh em mình đi nha. Ok, đi thôi, đi ăn sáng đi. Ok, bây giờ uống cà phê xong rồi. Giờ anh em mới coi là lên xe đi ăn sáng. Đường Phan Nguyễn, đường Phan Nguyễn thôi, đường này đường Phan Nguyễn. Rồi mấy bạn sáng sớm sao rồi? Sáng số mũi hả hay gì? Cho cái tội cũng có lạnh rồi đặt mở mát xịt bông rồi. Quạt rồi nữa ha, sáng này bị sạch rồi. Rồi, rồi tới tượng đài rồi nha các bạn. Ôm cái dòng xây tượng đài này mình đi qua bên cầu Gành Hào. Từ chỗ trung tâm thành phố Cà Mau mà đi tới cái điểm mà mình cần đến đầm Thị Trường đó là cũng xa nha các bạn, khoảng 40 cây số. Rồi quán này là quán phở Hà Nội, để mình ăn sáng đây nha các bạn. Rất nhanh nha, kêu cái có liền nha các bạn. Tô này là tô phở thập cẩm. Rồi cái này bún. Bún rồi. Thôi dạo dạo lên có cái món gì trong đó gấp lên đây giới thiệu ơi. Bò. Gì? Bò. Thịt bò. Đó là gì? Bò chiên. Bò chiên hả? Thôi hết rồi, như thôi. Như hả? Rồi, mời các bạn ăn sáng nha. Ba miền nhậu hồ tới luôn trời. Sao mình tới rồi đấy? Làm bao nhiêu? Xương, hầm xương mới được. Cái chắc. Ăn xong rồi giờ mới xuất phát nha các bạn. Rồi bây giờ anh em đang thẳng tiến tới đầm Thị Trường nha các bạn. Rồi tới nha các bạn ơi, mới tới đều vào đồ vô chứ cũng chưa có tới chỗ. Đây nè, quẹo đường này vô nè. Đường nhựa nè. Căn cứ tỉnh ủy Xẻo Đước nha. Các bạn đến là đi đường này vô. Ok. Đây là ngay cái nói chung là cũng ngay đầm Thị Trường thôi, có cái mình phải đến. Đó,
cái là gọi là khu căn cứ á, rồi đậu xe đó, rồi ở trong nhà hàng á, dịch vụ á, người ta sẽ có cái đò ra rước mình vô. Đây yes, đó cái đầm. Đúng rồi, ok. Đầm này là đó, đó các bạn nghe xem hay xa đó là đầm á nha. Anh Tụ tới cà phê, anh Tụ có điểm hẹn nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đậu xe đây, rồi sẽ có người ra rước mình vô. Rồi tới nơi rồi, anh em xuống nha. Cà phê anh Tụ nha các bạn. Thì các bạn sẽ đậu xe đây, rồi lúc đó ở trong đầm người ta sẽ có cái đưa cái đò ra rước mình đi. Thì bây giờ anh em sẽ ngồi đây đợi mà ở trong đầm ra rước. Rồi trước khi đi vô đầm thì tường mà mình qua cái chỗ này. Đây là cái khu di tích căn cứ tỉnh ủy ở xẻo Đước nha các bạn. Xẻo Đước. Thì trước cái khu căn cứ này nè, là có cái chỗ mình đi qua cái đầm Thị Tường. Đây là cổng vào. Ở đây mình không có đi chính cái công trình này, mà mình chủ yếu mình đi cái đầm Thị Tường thôi. Để có dịp khác mình sẽ giới thiệu về nơi này cho các bạn biết. Chiếc này rất rước phải không anh? Cái xe mình đậu đây được không anh? Mà cả cọc bây giờ đang đi có trực tiếp xe 1 với... Rồi bây giờ là mình xuống đi thôi. Xuồng ra rước nha các bạn. Của tôi. Rồi đi. Giờ mình đi xuống xuồng mình vô đầm nha các bạn. Đi trước rồi nữa có gì được giới thiệu các bạn đi. Đây. Đầm lớn vậy nuôi gì. Đây nha các bạn ơi.
nhận ra đây là tới rồi, chưa tới 5 phút, 3 phút tới. Giờ mình sẽ lên mấy cái nhà hàng nổi này nha. Wow, ok. Rồi, hàng cá nào đâu? Đây, ba mới vô lên coi có cá hát rồi các bạn ơi. Đó. Thấy chưa? Con chết rồi, có con này nó. À, chết rồi. Bị đai rồi. Cá rộng luôn à. Qua kéo bên đây nè. Đây đây cuộc sống mọi người. Kéo đây nè. Coi đang món gì. Nó cái này gì? Nó à? Cả hai cá hát không? Kìa bên đó. Đục không à. Đục không. Toàn ngát hả? Đó, à, giả đi. Ủa cái này là cũng cá sống đó, cái này người ta gọng cá trong đây là cá sống cá tươi luôn nha các bạn. Đây là khu vực ở trước. Trước đầm thịt tường. Vô đây nói chung là chỉ cũng có mấy anh em không à. Sáng sớm thì chưa có khách nhiều. Từ cái chỗ ngoài đường đó mình chạy vô chừng 3 phút là tới rồi các bạn ơi. Cũng nhanh. Điểm này cũng gần. Đây nè, đây mình dùng lại là thấy chỗ mình lại. Đó. Tuốt ngoài kia là cái chỗ xe mình đậu ngoài đó là ngoài đường. Đây đò đưa tụi mình đi chưa tới 3 phút là tới rồi. Đó, mình lên cái chỗ này nè, trong đầm nè. Xung quanh là nước không nha các bạn. Lên giống như một cái nhà sàn. Nhà sàn gỗ nè. Đó. Rồi lên đây mình vui chơi ăn uống thôi. Giá bữa nay tụi tôi đi là một sức là một người là 110.000 các bạn. Thời điểm này 110.000. Bây giờ mình đi vô trong coi có gì nha. Vào là phải bỏ dép đây ha. Cục. À, bỏ dép. Tới đây ngửi mùi cá các bạn. Đây thì người ta cũng chuẩn bị sẵn cho nhóm của tụi tôi. Trước khi đi mình nên điện thoại liên lạc trước để người ta tiếp đón mình. Thì chỗ này thì mình có ăn cái gì thì chúng ta kêu thêm. Không, anh mới hỏi em vô hỏi kỹ ở đây, nãy mới hỏi giá rồi ăn uống sao chưa có hỏi kỹ. Chọn đi, chọn đi. Có nghĩa là được 4 món không anh? Rồi chọn đi 4 món đi, rồi chừng nào mình ăn thêm tính riêng phải không? Rồi ok, rồi rồi. Thì ấy đi chọn nó đi rồi mình ăn cái gì thêm chút xíu mình ra mua lựa thêm. Đây các bạn. Xung quanh nhà. Ngoài kia là người ta cũng nuôi nuôi cá để cho nó tươi đó, khi mình ăn gì là người ta vớt nó bắt lên nè. Đây. Còn trong này thì cũng có chuẩn bị một số cái món tươi sẵn rồi. Cái thằng này là ghẹ.
con hàu. Con này con hàu ha. Hàu. Cái đó cá gì vậy anh? Hả? Dùi chó hả? À. Này mình là ăn cái lấy cái đầu mà, đầu nấu canh hay gì? Chế biến món gì nữa được không? Ngon. Kho nghệ, bột tương, dù chó hả? Dạ. Địa phương gọi gì? Ok, xung quanh là gì các bạn? Ê, hầu có bồ tạc không ta? Không hả? Ồ, không đem bồ tạc theo chợ. Có mà. Không có bồ tạc dở quá. Trong đây là khu vực bếp nấu ăn nha các bạn. Bếp nấu ăn. Đây là nồi chuẩn bị nấu canh chua mẻ. Bếp nấu ăn ha. Ồ, thơm mùi cá chiên quá rồi. Này đang đang chiên cá. Bây giờ dần qua trước ha. Trước mắt mình sẽ được 4 món nha các bạn. Một suất là 101. Và được 4 món tự chọn. Đó. Thì anh em cũng đang chọn món rồi. Rồi mới mình có ăn thêm cái nhu cầu ăn thêm cái gì ra ngoài cái 4 món này ra nè. Thì chúng ta kêu thêm. Thì tính tiền thêm thôi. Còn chế độ là một người 4 món. Đó. Món như cua đá hay gì nè. Đó, một món. Rồi ốc ốc bông, ốc gạo vậy nè. Món thứ hai. Cá này cá gì ta, cá ngát hay cá út? Cá út là món thứ ba. Ghẹ là món thứ tư. Tôm. Tôm là món thứ năm. Sò huyết thứ sáu. Còn cá này cá gì ta? Cá bút. Cá chai. Cá chai vậy đó. Thứ bảy. Thứ tám là cá chẽm nha. Như vậy là chúng ta có 8 món cho mình lựa chọn. Rồi muốn ăn thêm gì nữa thì các bạn cứ gọi thêm. Đây con này các bạn biết con gì không? Con này càng với me nó tương đương nhau à, chứ mình á. Cái này kêu bạn gì anh? Ở đây kêu bạn gì? Chứ không phải chuột hả? Hay sao thiệt khô vậy? Đâu kẹp anh đâu. Đâu kẹp đâu, nó cắn cái dao chặt không ta dụng. Ê trời trời. Đâu có đường nào gỡ được đâu. Nghe thấy gì? Không có kẹp, nó đi cô bà. Không có kẹp, không kẹp, không kẹp. Sao gì vậy? Cái cua đá mà. Đây nè, nãy nghe anh nói chưa? Rất hiền luôn, mình cầm vô được. Nhưng không kẹp, nhưng mà khi nó kẹp cái là coi như là gỡ gỡ ngón tay thôi. Nó kẹp không nhả, nó giống như rùa vậy. Giống như là cái gì? Nó mũi nó còn nhả, con này không có. Đó, thấy nghe chưa? Cho nên là khi mà thấy nó thì các bạn thôi cũng nhìn thôi đừng có thục nó. Thấy rất hiền luôn, đụng vô đâu. Tươi đàng hoàng, chất lượng đảm bảo là tươi sống. Ở đây cũng có mấy cái võng để mình nằm nghỉ rồi đợi thức ăn nha các bạn, cũng rất là thoải mái. Thì ra ngoài này nó mát mẻ, không khí tự nhiên trong lành. Ở đây thì ta cũng có trang bị cái thùng để các bạn muốn ca hát cũng có luôn. Và
lên karaoke. Đi con ra hả? Đó. Mario hả? Các bạn muốn ca hát gì đó thì người ta cũng phục vụ cho mình. Giờ này có thằng nó chơi gì núm mà. Bây giờ anh em sẽ thưởng thức lần lượt các cái món ăn này nha các bạn. Đó, bây giờ trước mắt mình xem em nó ăn cái món sầu huyết sống này. Ê, hình như chưa lạnh hả vậy? Khó tách hả? Em cần cái mũi dao không? Mũi dao không? Chụp chụp ngang á. Rồi chào các bạn, bây giờ mình sẽ ăn cái món sầu huyết sống nha. Đúng ra là bữa nay quên mang bồ tạc mà ra đây quán không có bồ tạc. Ăn với bồ tạc thì nó còn ngon hơn nữa. Nhưng mà thôi bây giờ mình ăn cái món sống nước đá cũng được ha. Tách ra được không? Mới. Cái này để nó lạnh là mình tách ra được hết rồi các bạn. Bây giờ ngày muỗng vậy đó tách. Bây giờ không biết. Không đại. Này mà cảnh báo các bạn nha, ăn xong hết cái này là coi như cùi móng tay hết trơn luôn. Bây giờ mình tách móng tay đó rất khó, nhưng mà làm thử con cho các bạn thôi. Muốn cái đầu cho nhỏ được cái cho nhỏ không? Các bạn rất là khó nha, nếu mà dùng tay mình tách ra là khó, nhưng mà ở đây có cái con dao nè, con dao để mình tách nó ra, nhưng mà mình dùng nãy giờ dùng lực cùi hai cái móng đó rồi. Giờ sau khi tách ra này là người ta tách ra như vậy. Đó. Đấy, gà chấm, thấy gà chấm muối tiêu luôn. Đó. Nó đỏ tươi như thế này nè, phải không? Rồi giờ mình sẽ ăn cái sống luôn nha các bạn, muối tiêu chanh. Mình chấm với muối tiêu chanh. Nghe muối tiêu chanh. Rồi cái này nghe em nó chuẩn bị sẵn rồi nè. Giờ chấm ha. Chấm cái này rồi mình đi ăn thôi chứ đâu có gì đâu. Cảm nhận thôi. Để anh nhai cảm nhận rồi cho bạn nhìn xem. Mình lấy vỏ này vỏ kia mình nạo cho nó hết. Hết thịt đó. Ok các bạn, cảm nhận của mình là nó sống, tươi sống mà nó giòn hơn là mình ăn cái chín, chứ nó ngọt. Nó có cái huyết nè, sầu huyết nè. Các bạn nào mà mạnh dám ăn nha. Đó, nó huyết. Nói chung là ăn cho nó lạ vậy mà, lạ miệng. Cũng bổ hơn nữa các bạn. Sầu huyết sống ăn bổ hơn. Thôi rồi mình tiếp tục ha. Tiếp tục ăn. À, em lấy cái mũi á, cái mũi em nhấn vô nhấn thẳng xuống đừng ngang. Ờ đó nó lách, em lách vô hai cái cạnh á. Đúng rồi, vô hai cái cạnh á, nó mới chịu lại với nhau. Nãy giờ là cơ bản là tách cũng khoảng 2-3 phút rồi các bạn mới được con nè. Bây giờ tặng cho thằng em mình nó ăn thử cái cảm giác sao. Ở thành phố xuống mà đâu có ăn mấy cái món sống như thế này đâu. Bữa nay xuống đầm máu nhiều quá. Cho em húp nước nghe nó mới bổ đó. Ăn đó, ăn hết đi rồi cho anh cái cảm nhận này. Ăn hết rồi, ăn mạnh hơn mấy ông nữa đó. Em nhét hết hai bên luôn. Hơi mạnh xíu. Dĩ nhiên này nó nước mặn mà. Rồi sao anh? Ngọt. Vừa mặn vừa ngọt hả? Giòn không? Giòn ngọt không? Giòn. Em ăn con chín rồi đúng không? Như vậy nó khác con chín với con sống chỗ nào? Mát hơn, giòn. Mát là do nước đá đó. Còn á nó khác đi. Con sống á là mình ăn nó giòn, nó ngọt hơn là con chín. Con chín các bạn ăn là nó dai rồi. Với cái độ ngọt nó không bằng. Rồi mình ướp mình ấy nước đá nè các bạn thì nó được có cái độ lạnh á. Đây nè. Tách được con nữa nè. Giờ mình quất nữa các bạn. Thôi mình ăn đi, mình uống một miếng bia đi chứ. Bây giờ lo mấy chuyện. Quất nữa. Ai uống đi. Cái kiến mình nữa. Nó có đỏ. Đỏ hoài à. Quẹo. Ừ.
Vậy bây giờ em thấy ba lo nhiêu cứ để ra đây. Hết quay tới hết. Nó do nó sống nước mặn các bạn nên là mình ăn không cũng được, khỏi chấm thì nó cũng có cái độ mặn này. Khỏi chấm. Cảm giác nó giòn giòn, nói chung là lạ thôi, lạ lạ. Chơi mày okay. Không mày, mày không bóp cho anh em nữa, mày cầm cái đó không mày ăn hên mày. Vậy mày cơ địa mới bổ tượng gì chứ. Con anh bây giờ nó không buông tay nè, nó cầm hoài rồi mà. Này bạn thân ơi, số kiếp nhân sinh chỉ là cõi tạm nhân gian. Đúng ở đâu rồi, ở đâu trời. Anh và tôi ơi, sáng giàu anh sẵn có. Đúng rồi trời. Về với các bụi mơ thì cũng đều đôi tay trắng. Đời là phù du, ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai. Giờ ăn thử cái gạch của con cua đá cho nó ngon không ha. Ngày dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đang có, không tranh ghé thân phù, chẳng ràng rối lòng. Vì kiếp người sẽ vội. Rồi mình đã có cái món mới lên nha các bạn. Cá này là cá dồi chó nấu canh cơm mẻ với chuối sống mình nha. Chuối sống. Được, em gấp đây mấy cái khứa đây nè. Cầm á. Đó, cá dồi chó. Rồi, cái đầu lên đây. Nó bắt đầu. Con này mình cũng mới ăn luôn á các bạn. Nghe cái tên nó lạ quá. Dồi chó. Dồi chó gì đó. Ừ. Tên lạ luôn, mình mới ăn lần đầu luôn á. Trời, những món nào mà lạ mình ăn cho biết. Dồi chó. Cái này thì ăn kèm với cái món chuối gém nha. Rau muống, chú rém và rau muống nha. Rau muống. Cà đa ấy. Đó. Nói chung là nó họ hàng cái Úc. Họ Úc á. Đây là món thứ ba mà trong cái bốn món mà quán mình tự chọn á. Đó. Nhiều lắm chứ không phải đâu. Đi nhóm bốn người này. Sẽ trở về các bụi thì chưa ăn hết các cái món của quán này. Mới ăn có 3 món này. Ta đâu ngờ hỏi ai có bao giờ không trở về các bụi đâu. Bữa nay thì chung khách cũng đông. Mới đầu mình lên này có ăn thọt, mình tính là có 4 anh em à. Nhưng mà sau từ từ giờ tăng lên cả mình luôn là 4 đoàn các bạn. Không khí cũng nhộn nhịp lên ha. Ngày chủ nhật cho nên người ta đang đi chơi cũng đông. Cuộc đời là ba thấy mẹ thương nhau với bằng. Giống ra ốc đảo nha các bạn, xung quanh là toàn nước không à. Càng về trưa khách càng đến đông nha các bạn. Bây giờ mình tiếp tục đón thêm một đoàn mới nữa nè. Này bạn thân ơi, số kiếp nhân sinh chỉ là con tạm chân gian. Đời anh có I'm
phù du. Ta sống hôm nay đâu tin về ngày mai sau. Ngày dành cho nhau bao kỷ niệm vui đang có, không đành ghé giờ từ cái món mà ăn sống hồi nãy các bạn khó hơi khó tách cho nên mà bây giờ mình chuyển qua cái món xào huyết rang muối nha, ăn cho nó dễ một chút nhưng mà cũng rất là ngon. Nãy như mình nói xào huyết thì chế biến nhiều món, rang muối, rang me rồi ăn sống á, ướp lạnh nước đá tách xê mà không các bạn luộc luộc nước sôi chứ ha, là cốt vậy đó, là xào huyết sống nè, mình đổ nước sôi lên rồi đậy nắp chút xíu rồi dở ra là các bạn ăn vẫn là tươi ngọt. Còn cái này thì cũng rang vừa tới thôi. Cái này là hơi chín á, đúng không, hơi chín á, không nó đỏ còn đỏ luôn á các bạn, nó vậy đó. Muối tắt dễ rồi, nước nó lên nó dễ phải không, nhưng mà nó chín rồi đúng không, nó chín rồi nó không có như ấy nè các bạn thấy không, đó rang muối nữa nha, ăn nó mặn mặn thì các bạn cũng dễ ăn thôi. Nói chung là đồ đây là tươi, rồi chấm muối chanh tươi cũng ngon, cơ bản là tươi, cái độ tươi này hơn ngày 6 sao ở rượu Bangkok ở Thái Lan 6 sao đúng không? Đây là ngàn, có tới ngàn sao. Nói chung là bữa nay tụi mình thấy cũng ưng ý các bạn. Đi trước mình đăng lên, bây giờ bữa nay đi khám phá thật sự đó, thì thấy cũng ok đó. Bạn nào mà chưa có đi cũng nên đi cho biết. Ăn uống thì cũng đồ tự có thôi, ở dưới bắt lên thôi, nó được thiên nhiên cái chỗ đó, tươi sống luôn ha. Ngon kè nãy giờ cua đây. Trời đang nắng một chân 90 nha các bạn, gió rất mạnh, mây đen kèm tới đây, ngoài kia thì mưa rồi, ở đây thì chưa mưa nhưng mà chuẩn bị. Gió rất là mát, nó không có hắt cái hơi nóng giống như hồi nãy. Ngoài kia thì mưa, xa ngoài kia mưa. Đời như thoáng mơ, tuyệt mật ta đâu ngờ, hỏi ai có bao giờ. Cuộc đời là bao hãy mến thương nhau với bằng tất cả con tim. Phía xa kia mưa mà sao chỗ này không mưa các bạn ơi, rất là lạ nha, chỗ này không mưa, đầu trên mưa đầu dưới mưa mà ở giữa không mưa, thấy không? Các bạn thấy không, ở phía xa là mưa rồi, trên dưa mưa dưới mưa giữa không mưa, rất hay. Sau cuộc vui thì cũng tàn thôi các bạn ơi, bây giờ thì sáng giờ anh em cũng thưởng thức các cái món ngon ở Đầm Thị Tường rồi, ăn cũng rất nhiều cái món. Cái như sạch sẽ hết rồi, bây giờ chắc có lẽ anh em sẽ về thôi, sẽ đi về Đông Hải thôi, Kinh Tư. Bây giờ xuống xuồng đi về thôi các bạn. Xuống dưới đây cưng, hả ta ngồi đầu vậy ta ngồi đích. Đích đầu. Rồi bây giờ mình chia tay Đầm Thị Tường ha. Em nhanh lên bác tài, mưa tới về thôi.
bye bye. Hẹn gặp lại lần sau.